Muốn câu cá Pamano thì mình phải đi bắt mồi nha các tình yêu. Ở trên sát mé biển thì nó có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ đó, thì mình sẽ dùng một cái cây để mình hút lên. Thì ở dưới đây có mấy con mồi, là mấy con tôm ma nhỏ nhỏ này. Cái cây mà để đào cái con mồi lên thì mua ở chợ Bo Mạc. Rất là dễ bắt luôn. Cái mồi này câu nhại lắm. Đang đi bắt mồi nè. Cái mồi này là con tôm ma nha. Câu cá Pamano rất là nhại luôn. Đó, con bụng nó có trứng. Không? Quá tuyệt vời luôn. Bữa nay bắt được rất là nhiều mồi nha. Hứa hẹn một chút nữa sẽ câu được nhiều cá Pamano. Wow. Ha ha ha. Pamano, Pamano. Pamano. Ơi tình yêu của ta. Nó không đi nữa chỗ. Cắt vô để thay con cò nó ăn bây giờ. Cá Pamano rồi nha các tình yêu. Có em cò này nè đang đợi sẵn nè, đặng mà thấy cá lên để chạy lại giật nè. Mặt trời đang sắp lặn rồi. Hôm nay đi làm về, Hạnh Nguyên Thái cùng với anh xã đi ra ngoài biển Destin để câu cá Pamano nha. Thời tiết ấm và sóng như vậy thì thích hợp để mà có cá Pamano. Mặt trời đang sắp lặn rồi. Đẹp ghê luôn chưa. Cò đẹp quá nè. Wow.